Hoàn lưu mây bão số 4 đã bắt đầu gây mưa và gió mạnh cho các tỉnh Bắc miền Trung, khả năng chiều tối nay sẽ đi vào đất liền. Vào lúc 11 giờ hôm nay, tâm bão nằm trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Trị. Cường bão, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 cấp 10. Hoàn lưu mây bão đã gây ra mưa to từ 68 đến 101 mm cho huyện Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị. Tại thị xã Cửa Lò của tỉnh Nghệ An và huyện đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị đã có gió giật cấp 7 với tốc độ di chuyển 15 km/h, khả năng chiều tối nay, bão đi vào khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trong hôm nay, vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 16 đến 19, phía tây kinh tuyến 109, vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn với lưu lượng là từ 150 đến 250 mm. Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực Tây Nguyên có mưa từ 50 cho đến 150 mm. Để giúp cho quý vị nắm bắt rõ hơn về diễn biến và mức độ ảnh hưởng của bão số 4, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Trần Quang Năng là trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương. Rất là cảm ơn ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình với chúng tôi. À, thưa ông, dự kiến bão số số 4 thì sẽ đổ bộ vào đất liền vào thời điểm nào ạ? Vâng, hiện nay chúng tôi đang xác định là lúc 12 giờ trưa nay vị trí bão số 4 là nằm ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị và đang gây gió giật mạnh đến cấp 8 cho đảo Cồn Cỏ. Và chúng tôi dự kiến với tốc độ di chuyển khoảng độ là 15 km h và có thể nhanh hơn một chút thì dự kiến là khoảng từ 15 cho đến 16 giờ chiều nay là vùng tâm bão sẽ đổ bộ vào trực tiếp vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Ra vâng, vậy thì ở cái khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất ạ? À, vâng, như tôi vừa nói thì là vùng tâm bão là sẽ đi trực tiếp vào các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và sau đó đi uh, lệch lên phía bắc một chút và có thể ảnh hưởng đến phần phía nam của Hà Tĩnh. Như vậy đây là những cái khu vực mà trọng tâm. Tuy nhiên uh, những cái vùng ngoại ngoại vi cơn bão như là mở rộng ra phía bắc như là Nghệ An và ven biển Thanh Hóa cũng như là phần ở uh, Thiên Huế chúng ta cũng phải lưu ý cái gió mạnh và mưa lớn. Dạ vâng. Uh, theo dự báo là cơn bão số 4 sau khi mà vào bờ thì sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vậy thì có phải là cái mức độ tàn phá của nó sẽ giảm đi trong thời gian tới hay không ạ? À, vâng có lẽ là chúng ta nên thống nhất lại là cái mức độ tàn phá của một cái thiên tai nào đó nó không nhất thiết là phụ thuộc vào cường độ và phạm vi cơn bão mà nó có thể cộng thêm các yếu tố khác mà nhất là ở đây là sự ứng phó của chúng ta cũng như là sức chịu đựng của của địa phương thế thì à, đối với quay trở lại cơn bão số 4 này chúng tôi nhận định là mặc dù là cái cường độ khi vào vừa chúng tôi nhận định là áp thấp tuy nhiên gió mà, gió gió giật mạnh có thể lên, lên cấp 9, cũng là với cấp rất là mạnh như vậy chúng ta phải có những biện pháp phòng chống ngoài ra những cái chúng tôi đáng lưu ý nhất trong đây cái cơn bão số 4 này đó là cái tình hình mưa lớn và có thể gây những cái uh, hiện tượng nguy, nguy hiểm như là trượt lở đất đá bởi vì chúng ta đã biết là cơn bão số 2 vừa cách đây khoảng hơn một tuần đã đổ bộ trực tiếp cũng khu vực này và đã gây mưa lớn như vậy là đất trong nước đã ngấm rất nhiều nước rồi và với một cái lượng mưa lớn và cường độ lớn và tập trung trong ngày và đêm nay như vậy thì chúng tôi rất lo lắng về cái, cái lũ quét và trượt lở đất thế còn về những cái nguy cơ an toàn hồ chứa do đó là rất nhiều cái nguy cơ mà chúng ta nghĩ là phải chúng tôi tôi nghĩ là phải có cái biện pháp phòng chống tích cực Dạ vâng, rất là cảm ơn ông Trần Quang Năng đã đến đây với chúng tôi và chia sẻ những thông tin vừa